Chào bác Nguyên Vũ, đang lên rừng để kiếm bác ơi. Kiếm này có cái trái nhìn cũng dễ thương quá nè. Chào bác đo đại lợi nha. Tao giao lợi cho gì nè. Đang lên rừng bác ơi. Hôm gà không đi cũng nước gà, bữa nay lên rừng bữa. Hôm nay em tìm thấy được cái bộ kiếm này nè. Nắng quá thêm cái chuột cắn nữa mấy bác. Chút lấy đi. Bộ này cái bộ cũng êm. Cái khóm dưới này nó cũng lùng lùng nữa mấy bác. Khoảng 60 cm đổ dời à. Lá nó tầm 4 cm. Nắng quá nó teo mấy bác. Chào bác Trương Chuẩn nha. Đang lên rừng. Cái bác nào có thích thì chốt cho em nha. Cái dề này rất là to mấy bác. Dề này cũng hơi nhiều đó. Này chút em leo lên em lấy cái dề này cũ đâu cũng được, được cũng đẹp quá kiến vàng rồi bác ơi. Bây giờ cắn dữ gì trời. Quá kiến rồi mấy bác ơi. Kiến quá kiến rồi, không biết bộ này lên lấy được không nữa. Quá kiến rồi mấy bác. Lá khoảng 4 cm rồi các bác. 4 cm, có thể trên 4 cm. Kiếm đây nhiều lắm mấy bác ơi. Cao quá em leo không nổi. Xa xa mấy bác nhìn thấy không? Nó cao quá leo không nổi nữa, có cái bụi nãy nó thấp mà kiến quá thua. Những cây thốt nốt gần xa xa đó rồi toàn bộ là kiếm luôn mấy bác, để em chạy xe lại gần cho mấy bác nhìn rõ. Em mới bị trợt chân cái nói chung máu me không rồi. Mấy bác đợi em chút em quay mấy bộ kiếm thì mấy bác coi nó lùng rất là đẹp mấy bác. Em cũng lấy được một số hàng nè. Được một số à. Lá nó hơi bị vàng vàng. Cũng có khóm này nó xanh. Hàng này đi lựa không mấy bác ơi. Lựa đẹp mới lấy. Đụng nào cũng lấy lên đặt xe em cho mỏi.
Chào bác Bùi Đăng Sơn nha. Thang nó bị trục chặt rồi bác ơi, bữa nay đi leo leo tay không à. Nè, nó hơi cao, thêm cái nữa là nó mục quá, em lấy không được. Này chắc là mai chiều rồi đó, sửa thang lại rồi lên này lấy. Hàng rất nhiều luôn ấy bác. Lùng lùng đúng không? Hàng này tầm 60 cm đổ lại hết nha mấy bác. Kìa, bụi đó nè. Quá đẹp luôn mấy bác. Bữa nay có thang là em guồng hết luôn rồi đó bác. Về hàng ở đây nó vẫn còn tươi nè, nó không héo mấy. Nhưng mấy chỗ khác là nó mắc nước nó héo dữ lắm rồi. Hàng này nó còn khá tươi. Đây rồi nó đó. Hàng này nó vẫn còn xanh nha mấy bác. Chưa đến nổi nào đâu. Những cái bụi bên đó là đạt tiêu chuẩn ISO luôn nha mấy bác. Những cái hàng lùng. Hàng này nó hơi dài quý. Còn cái bụi bên đây là nó lùng luôn nha mấy bác. Hàng này chắc em lên em khai thác được khoảng mớ nữa. Mớ nữa là em ngưng rồi mấy bác ơi. Đau quá rồi. Chào bác Dương Âu. Này em lên em khai thác mở hàng lùng này nữa nữa bác. Nói chung nguyên cây này lùng không à. Ngặt cây bữa nay không có thang này lấy được nhiều lấy mấy bác. Chứ không lấy hết được. Này em về em có like lên em bán khóm khóm mấy bác. Có gì vô ủng hộ em. Chừng này em về là em sẽ like lên đó. Có trên đó nó lùng mà lá nó hơi bé xíu, mà khúc dưới này thì nó hơi to. Nó bự bự được miếng, trên nó lùng tỉn lùng tẹ luôn, mà lá nó kém quá. Đúng rồi bác ơi, lấy bên đây rất nguy hiểm bác. Thứ nhất á, là người dân bên đây là họ không thích mình. Họ có thích mình đâu bác. Họ coi mình như là kẻ thù rồi truyền kiếp hay sao. Thứ hai là đường xá với lại Campuchia thì nó hơi bị hoang dã. Thì những cái thứ mà mình không muốn gặp trên rừng nó cũng có rất nhiều mấy bác. Nhằm khi gặp một cái rồi ngồi muốn ói luôn đó. Này không biết bữa nay em khai thác đây được nhiêu đây.